Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà âm thầm hành động vì môi trường. Cống hiến và học hỏi trong thầm lặng cũng là một cách để con người hoàn thiện mình hơn. Đã 2 năm sau ngày đăng quang, Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà vẫn không có ý định bước chân vào showbiz. Thay vào đó, cô gái trẻ tập trung vào các hoạt động môi trường ở khắp nơi, vừa tự mình trải nghiệm, vừa kêu gọi mọi người nhận thức và hành động đúng đắn để bảo vệ môi trường. Muốn vậy, chính bản thân cô trước hết phải làm điều thực sự có giá trị. Mới đây vào sáng 17 tháng 5, Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà tham dự lễ phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại quảng trường công viên Hồ Khánh Hội. Là khách mời, Thanh Hà cũng sẵn lòng cùng mọi người chung tay trồng 100 cây sau buổi lễ, gồm liêm xẹt, lộc vừng, bằng lăng, giáng hương v.v. và trao tặng 200 cây kiểng. Tính đặc thù của lĩnh vực môi trường đòi hỏi mỗi người vừa phải hiểu biết, vừa cần có sự hành động thay vì chỉ để mọi mong ước trong suy nghĩ. Và cô gái trẻ Nguyễn Thanh Hà đã thành công dùng chính danh hiệu ấy để đón lấy thật nhiều cơ hội học hỏi, sẵn lòng bắt tay làm vì môi trường. Thực sự cảm xúc của em ngay bây giờ thì cảm thấy rất là hạnh phúc và cảm thấy rất là vinh dự khi mà được có mặt tại lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Bản thân em thấy đây là một trong những cái hoạt động rất là ý nghĩa, và cũng như rằng là đây là một cái dịp để cho tất cả mọi người có thể gặp gỡ nhau, cùng hoạt động những cái hoạt động hướng về cộng đồng. Đặc biệt rằng là chúng ta có thể thấy rằng ngày hôm nay tuy rất là sớm nhưng mà tất cả mọi người đều tham gia rất là đầy đủ và cũng như là rất là hưởng ứng cái phong trào này rất là nhiều ạ. Năm nay Tết trồng cây đi cùng với đề án vì một Việt Nam xanh. Trong đề án này, mỗi người tự nguyện sẽ trồng và chăm sóc một cây mình yêu quý ở khu dân cư. Đây chính là thứ hành động mà Thanh Hà muốn hướng đến. Môi trường không tự phục hồi chỉ vì con người tin là như vậy. Tương tự, phải thực sự trồng cây thì rừng mới xuất hiện. Đi từng bước nhỏ sẽ tạo nên thành quả lớn. 2 năm hoạt động của em thì em luôn tuyên truyền những cái vấn đề về môi trường và chắc chắn rằng nó sẽ có những cái sự phát triển và những cái điều hướng đến tích cực nhiều hơn. Tuy nhiên, để nói về những cái việc mà em còn trăn trở thì chắc chắn là sẽ còn rất là nhiều. Và em nghĩ đây là cái việc mà mình có thể đặt mục tiêu và phấn đấu nhiều hơn. Vì bản thân em luôn cảm thấy rằng là mình chưa có thực sự làm đủ. Mình làm nhiều nhưng mà thực sự vẫn chưa đủ, nên em vẫn mong muốn rằng là có thể phấn đấu nhiều hơn và đem lại cho mọi người những cái kiến thức tìm tòi, và cũng như là bản thân em phải cố gắng học hỏi để mà trau dồi cho bản thân mình nhiều hơn. Và điều mà em thấy quan trọng nhất đó chính là giới trẻ. Bản thân em thì luôn mong muốn rằng giới trẻ thì phải luôn luôn mang trong mình những cái năng lượng và những cái tình yêu về môi trường, những tham gia những cái hoạt động như lễ phát động ngày hôm nay tích cực nhiều hơn. Vì em cảm thấy như là thành phố chúng ta có xanh, sạch, đẹp hay không thì cũng phải phụ thuộc vào ý thức, và đặc biệt rằng ý thức đến từ người trẻ nhiều hơn. Bảo vệ môi trường trở thành thói quen để cuộc sống con người xanh hơn. Từ bản thân, Thanh Hà dùng sức ảnh hưởng để lan tỏa hình ảnh sống xanh đến mọi người, tham gia các hoạt động mà ở đó người tham dự thực sự làm công việc, chẳng hạn như trong đề án Vì một Việt Nam xanh. Trước đó, cô nàng đã từng sử dụng bình cá nhân hay tái sử dụng các loại bao bì. Nhưng cây xanh vẫn là một trong những yếu tố môi trường đáng quan tâm. Những lợi ích đã quá rõ ràng, nhưng có lẽ hành động được hay không vẫn phụ thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận việc bảo vệ môi trường. Dù rằng so với rất nhiều vấn đề nghiêm trọng như hạn mặn, biến đổi khí hậu, trồng một cây xanh vẫn sẽ không cho thấy ngay những thay đổi tích cực. Tuy vậy, chắc chắn biến chuyển rồi sẽ xuất hiện. Chẳng hạn là chính Thanh Hà cũng tham gia những hoạt động có sức ảnh hưởng tăng dần. Từ những hoạt động chỉ có thể trồng một ít cây xanh, trong dịp Tết trồng cây này, Thanh Hà cuối cùng cũng có cơ hội trồng số cây lên đến hàng trăm. Đây chính là chuyển biến tích cực mà mỗi người cần thực hiện với môi trường. Muốn cải thiện về môi trường thì chỉ thay đổi phần ngọn là không đủ. Chính Thanh Hà cũng hiểu rất rõ rằng nhận thức đúng đắn về bảo vệ môi trường quan trọng đến thế nào. Hành tinh của chúng ta sẽ tiếp tục xanh và bền vững khi việc giáo dục ý thức môi trường cho thế hệ sau diễn ra ngay từ bây giờ. Sắp tới, cô sẽ vinh dự được cùng Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giải vẽ tranh bảo vệ môi trường cho học sinh cấp 1-2 nhằm nâng cao nhận thức và tương lai thay đổi từ thế hệ trẻ. Với Hoa hậu, khi các bạn nhỏ lớn lên mang theo tình yêu cây xanh và môi trường,
thì các hạt mầm của tươi xanh cũng sẽ bừng nở ở từng không gian sống của chúng ta.